Sao dùng cái bộ cân bằng này nhanh hỏng nhá. Hôm nay giải đáp cái hỏi của nhiều anh em tại sao này. Đây là hai bộ cân bằng mình đang lắp nhá. Một bộ là hệ 24V, một bộ hệ 48V. Bộ cân bằng này dòng cân bằng tối đa của nó là 20A. Anh em hình dung nhá, 20A. Đấy là dòng mắc tải, còn dòng bình thường nó sẽ là 5 đến 7A. Khi anh em lắp cho bộ bình như này. Đây là 4 bình 100A. Thì cái dòng nạp xả của nó thường dao động cho khoảng được 5 đến 7A là ổn định. Khi trong bộ bình có 4 cái bình này, chỉ cần có một bình dung lượng nó giảm hoặc là bình sắp chết, kiểu như là anh em mà dùng ấy, ba cái bình kia dung lượng nó tầm khoảng 100A mà một cái bình dung lượng của nó còn khoảng 50A hoặc đến 30A thôi, tức là sắp chết nơi rồi. Thì khi mà anh em dùng nạp xả ấy thì cái bộ cân bằng này nó sẽ hoạt động và nó sẽ lấy điện từ cái bộ điện áp nhiều đẩy sang bộ ít. Và đến lúc có đầy điện nó sẽ lấy từ bộ đầy điện trước đẩy sang. Thành ra là dẫn tới tình trạng bộ cân bằng này chạy bị quá tải. Dùng một thời gian là có khi anh em dùng khoảng gần 3 ngày sau là đã bị hỏng bộ cân bằng. Dùng anh em hỏi tại sao mà lúc mới mua lắp vào chạy bình thường nhưng mà ông này chạy chỉ được tầm 3 4 ngày là lại nghẹo, cứ sửa về lại chạy được cái 3 4 ngày lại nghẹo. Đấy chính nguyên nhân nhá. Trong bộ bình của các bạn đang có một bình sắp chết rồi đấy. Kiểm tra lại kỹ cho mình nhá.